Kính chào quý vị và các bạn. Truyền hình Thông tấn xin gửi tới quý vị và các bạn bản tin thời sự tổng hợp. Trước hết là phần điểm những tin chính sẽ phát trong chương trình. Sáng 25 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 39. Đây là phiên họp với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác chuẩn bị cho kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa 13. Tại nhiều tỉnh đồng bằng sông Hồng đang diễn ra tình trạng người dân đổ xô ra đồng bắt đỉa để bán cho các thương nhân Trung Quốc. Thực tế này làm dấy lên mối lo ngại về một phong trào nuôi đỉa bán dẫn đến sự mất kiểm soát loài vật nguy hại này. Ngày 25 tháng 4, binh lính Thái Lan và Campuchia đã lại đấu pháo tại khu vực biên giới tranh chấp trong ngày thứ tư liên tiếp. Máy bay chiến đấu Thái Lan cũng đã phóng hai quả tên lửa xuống vị trí của quân đội Campuchia ở phía tây đền Tamwan. Chủ tịch công ty điện lực Tokyo, Nhật Bản, doanh nghiệp vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 gặp sự cố, đã đề cập khả năng sẽ từ chức để nhận trách nhiệm trong cuộc khủng hoảng hạt nhân nghiêm trọng đang kéo dài ở nước này. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 25 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 39 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Đây là phiên họp với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác chuẩn bị cho kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa 13. Phát biểu khai mạc phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, phiên họp lần này tập trung vào 5 nội dung cơ bản bao gồm: đánh giá kết quả kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa 12, nghe và thảo luận công tác chuẩn bị bầu cử, cho ý kiến về dự án pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, cho ý kiến về việc thành lập thêm các đơn vị kiểm toán nhà nước, cho ý kiến về phương án phân bổ số vượt thu ngân sách trung ương năm 2010. Theo đánh giá, kỳ họp thứ 9, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 12 có ý nghĩa quan trọng. Kỳ họp đã thông qua 3 luật và cho ý kiến về một dự án luật. Việc chưa thông qua luật thủ đô tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 12 đã thể hiện chính kiến của Quốc hội trước việc chuẩn bị chưa kỹ về dự án luật. Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã nghe và thảo luận tờ trình về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13. Theo dự kiến, kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa 13 sẽ làm việc trong khoảng 22 ngày, khai mạc vào ngày 21 tháng 7 năm 2011. Kỳ họp này sẽ tiến hành công tác tổ chức nhân sự của các cơ quan nhà nước, bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, bầu Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử. Đến nay, công tác này được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đúng pháp luật và tiến độ. Tổng số đại biểu Quốc hội khóa 13 được ấn định là 500 đại biểu và được bầu ở 183 đơn vị bầu cử. Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong cả nước là 830 người. Hiện nay, Hội đồng bầu cử đang tiến hành hoạt động giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương. Theo dự kiến của các tỉnh, thành phố thì phải lập khoảng 91.024 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh đến những nội dung công việc trong thời gian tới. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng việc công bố danh sách người ứng cử, tổ chức các cuộc gặp gỡ tiếp xúc với cử tri. Một số ý kiến cho rằng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền và tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết, đảm bảo đúng luật, dân chủ, tiết kiệm và trật tự an toàn trong ngày bầu cử. Ngày 26 tháng 4, phiên họp thứ 39, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục làm việc cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng và thảo luận về phương án phân bổ số vượt thu ngân sách trung ương năm 2010. Truyền hình Thông tấn sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin. Thưa quý vị, sáng 25 tháng 4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị gặp gỡ tiếp xúc với cử tri của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 8, nhiệm kỳ 2011-2016 tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 24 quận huyện trên địa bàn. Mục đích của việc tổ chức hội nghị này nhằm tạo điều kiện cho người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thực hiện quyền vận động bầu cử thông qua việc gặp gỡ tiếp xúc cử tri để báo cáo chương trình hành động. Tại thành phố Hồ Chí Minh chia ra 10 đơn vị bầu cử, do số lượng ứng cử viên ở mỗi đơn vị khá đông nên Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các quận huyện không ghép chung hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu Quốc hội với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Ngoài việc trang trí địa điểm tiếp xúc cử tri, trình tự thủ tục và biểu mẫu biên bản các cuộc tiếp xúc đã được triển khai cụ thể. Thời gian diễn ra các hội nghị tiếp xúc với cử tri bắt đầu từ ngày 3 đến ngày 18 tháng 5.
Trong 65 năm hình thành phát triển của Quốc hội Việt Nam, các nữ đại biểu Quốc hội với bản lĩnh trí tuệ của mình đã phát huy được vai trò của nữ đại biểu nhân dân trong các hoạt động của Quốc hội. Phóng viên truyền hình Thông tấn đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về những đóng góp của nữ đại biểu Quốc hội cũng như các biện pháp của hội để đảm bảo mục tiêu đạt tỷ lệ tối thiểu 30% nữ tham gia nghị trường. Xin bà cho biết vai trò của nữ đại biểu Quốc hội trong sự nghiệp 65 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam. Ngày 6 tháng 1 năm 1946, lần đầu tiên trong lịch sử, phụ nữ Việt Nam chúng ta rất là vui mừng phấn khởi được cầm cái lá phiếu đi bầu những cái người đại diện cho nhân dân cũng như đại diện cho giới mình. Thế và chúng ta tự hào hơn là trong số hơn 300 đại biểu Quốc hội thì chúng ta cũng đã có 10 chị là nữ đại biểu Quốc hội đầu tiên. Và trong suốt 65 năm qua thì có thể nói là các đại biểu Quốc hội là nữ cũng đóng góp vào trong cái công tác xây dựng pháp luật từ hiến pháp đầu tiên rồi các cái hiến pháp bổ sung sửa đổi sau này rồi đến các cái bộ luật thì đều có một cái sự tham gia đóng góp ý kiến của các cái nữ đại biểu Quốc hội. Và nữ đại biểu Quốc hội của chúng ta thì cũng tham gia vào cái việc quyết định những cái vấn đề lớn, vấn đề quan trọng của đất nước, rồi tham gia vào các cái cuộc giám sát và đặc biệt là có thể nói là rất là gắn bó, gần gũi với lại các cái cử tri cũng như phụ nữ cả nước. Cái mục tiêu mà nâng cao tỷ lệ nữ trong Quốc hội thì vẫn chưa đạt được so với cả mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đề ra. Thì theo bà thì cái nguyên nhân chủ quan và khách quan của vấn đề này là gì ạ? Vì cái lý do gì mà chúng ta chưa đạt được cái mục tiêu đề ra là 30%? Thì ở đây chúng tôi cũng phải khẳng định Đảng, Nhà nước rất là quan tâm đến cái tiến bộ cũng như là cái bình đẳng của phụ nữ. Tuy nhiên cái xuất phát của chúng ta nó cũng còn thấp. Từ cái lúc khóa đầu chúng ta chỉ có 10 nữ đại biểu Quốc hội, dần dần có tăng lên. Thế nhưng mà chúng ta cũng có những cái khó khăn chung là về cái nhận thức của người dân đối với lại cái vai trò, cái vị trí của phụ nữ. Và cái thứ hai nữa mà chúng tôi cũng cho là cái nguồn cán bộ nữ của mình để mà đủ tiêu chuẩn tham gia vào ứng cử đại biểu Quốc hội thì các khóa là chúng ta cũng còn có những cái hạn chế về nguồn đáp ứng được cái yêu cầu. Một cái nữa là cái công tác tuyên truyền của chúng ta để làm thế nào cho cái nhận thức của người dân mà kể cả của phụ nữ trong cái việc mà thấy được sự tham gia của phụ nữ vào các cái cơ quan dân cử này là một cái tất yếu khách quan. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có những cái chương trình hành động cụ thể nào để đảm bảo cái mục tiêu là đạt cái tỷ lệ nữ là 30% trong Quốc hội ạ? Trước hết thì chúng tôi cũng xác định rất rõ cái trách nhiệm của mình, cho nên là chúng tôi cũng có tham mưu đề xuất với lại Bộ Chính trị, rồi với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với Hội đồng Bầu cử, với Ủy ban Bầu cử để mà giới thiệu cái nguồn phụ nữ đủ tiêu chuẩn và có điều kiện để mà tham gia vào Quốc hội cũng như Hội đồng Nhân dân các cấp. Cái nữa mà chúng tôi thấy rất là quan trọng là cái công tác tuyên truyền. Một là tuyên truyền cho phụ nữ phải nhận thức đầy đủ về cái quyền và nghĩa vụ của công dân để mà tích cực tham gia đi bầu cử. Và cái thứ hai nữa là cái tuyên truyền để làm sao cũng nâng cao được cái nhận thức của người dân hiểu biết về sự cần thiết là phải có đại biểu nữ ở một cái số lượng nhất định nào đó mà như là chúng ta đề ra là 30%. Chúng tôi thì cũng đã biên soạn cái tài liệu sinh hoạt hội viên đối với lại những người mà lần đầu tiên ứng cử thì chúng tôi cũng tổ chức tập huấn. Mà nếu như chúng cử thì là một cái đại biểu cho cử tri cả nước cũng như đại biểu cho phụ nữ cả nước thì phải hiểu biết những cái mong muốn, cái nguyện vọng của phụ nữ Việt Nam hiện nay là cái gì, chị đóng góp như thế nào, đề xuất những cái vấn đề gì để mà đáp ứng được cái tâm tư nguyện vọng chính đáng, phù hợp với lại cái tình hình đặc điểm chung của đất nước. Xin cảm ơn bà đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình Thông tấn.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng đã thành công tốt đẹp. Sau khi kết thúc đại hội, việc tổ chức học tập quán triệt nghị quyết đại hội 11 đã được Bộ Chính trị xác định là việc làm cần thiết, khẩn trương và nghiêm túc trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Quán triệt tinh thần đó, cùng với các cấp các ngành trên cả nước, Đảng bộ Hà Nội đã coi đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, phát huy tính chủ động sáng tạo nhằm đưa nghị quyết đại hội vào trong cuộc sống, đồng thời thực hiện thành công nhiệm vụ kinh tế xã hội trên địa bàn thủ đô. Ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình Thông tấn. Với vai trò là một đảng bộ lớn, Đảng bộ Hà Nội bao gồm hơn 33 vạn đảng viên, 55 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và gần 3.000 cơ sở đảng. Do đó, việc học tập và quán triệt nghị quyết Đại hội 11 của Đại hội Đảng Toàn quốc được xem là đợt sinh hoạt chính trị hết sức quan trọng. Phóng viên truyền hình Thông tấn đã có buổi trao đổi với đồng chí Hồ Quang Lợi, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về kế hoạch xây dựng chương trình hành động nhằm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Đảng bộ thành phố Hà Nội, chúng tôi hiện nay đã xây dựng kế hoạch học tập và triển khai nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11 để đồng thời với việc tổ chức thật tốt cuộc bầu cử Quốc hội thì cũng đồng thời tiến hành những công việc cần thiết để mà quán triệt nghị quyết Đại hội 11 của Đảng. Hiện nay thành phố Hà Nội đã xây dựng đội ngũ báo cáo viên khoảng chừng gần 400 đồng chí. Thế nhưng mà để làm sao cho đội ngũ báo cáo viên này thật sự có chất lượng thì chúng tôi phải tiến hành tập huấn. Những nội dung gì của văn kiện Đại hội Đảng sẽ được ban tuyên giáo tập trung chỉ đạo để tuyên truyền đến các cán bộ đảng viên? Trong các nội dung cơ bản, nội dung quan trọng của các văn kiện Đại hội 11 thì chúng ta thấy có những nội dung thật sự là ý nghĩa, thật sự là có tầm vóc. Ví dụ như trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội được bổ sung và phát triển năm 2011 của chúng ta lần này thì việc xác định mô hình của xã hội chủ nghĩa mà chúng ta tiến lên như thế nào thì lần này tôi thấy thật sự là rất là sáng rõ và nó cho thấy con đường mà đất nước chúng ta dưới sự lãnh đạo của Đảng để mà xây dựng một xã hội chủ nghĩa và trên chặng đường của thời kỳ quá độ đó chúng ta phải giải quyết những công việc gì, những vấn đề lớn gì để chúng ta đạt được đích là để xây dựng một xã hội chủ nghĩa. Thứ hai nữa là trong chiến lược sẽ phát triển kinh tế xã hội thì ở đây chúng ta cũng thấy chúng ta nhìn thấy mô hình phát triển, nhìn thấy mô hình phát triển là chúng ta từ chỗ là phát triển theo bề rộng, bây giờ chúng ta kết hợp cả phát triển theo bề rộng nhưng mà lại chú trọng cả bề sâu. Theo đồng chí thì Thành ủy Hà Nội sẽ tập trung vào những khâu đột phá nào để mà làm tốt những nghị quyết của đại hội cũng như là chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đại hội lần thứ 11 đề ra? Chúng ta biết rằng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 11 đã xác định 3 khâu đột phá và chính 3 khâu đột phá này nó sẽ giải quyết 3 điểm nghẽn về phát triển của chúng ta. Thì khâu đột phá thứ nhất đó là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa và tập trung vào tạo dựng một môi trường cạnh tranh bình đẳng kết hợp với cải cách hành chính. Khâu đột phá thứ hai tức là chúng ta phát triển nguồn nhân lực mà tập trung vào nguồn nhân lực chất lượng cao và cải cách một cách căn bản và toàn diện hệ thống giáo dục quốc dân. Và chúng ta phát triển nguồn nhân lực nhưng mà kết hợp với việc ứng dụng những thành tựu của khoa học và công nghệ. Bước đột phá thứ ba là chúng ta phát triển hệ tầng, hạ tầng, kết cấu đồng bộ. Trên cơ sở đó thì Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng xây dựng 2 khâu đột phá. Thì tôi xin nói trước hết đó là chúng Hà Nội tập trung vào cải cách hành chính. Vừa rồi công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thì thành phố Hà Nội được xếp thứ 43 trên 63 do nhiều nguyên nhân, cả khách quan cả chủ quan, nhưng có thể nói chúng tôi tự nhận thấy rằng nguyên nhân chủ quan là rất quan trọng. Cho nên việc cải cách hành chính và trước hết là thủ tục hành chính là để trước hết là phải nói là nhằm một nhiều mục tiêu nhưng mà có một mục tiêu là phải nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố. Một khâu đột phá thứ hai thành phố xác định là phát triển hạ tầng kỹ thuật, ở đây là cả đô thị và cả nông thôn. Vâng, xin chân thành cảm ơn đồng chí.